đã quay trở lại với kênh Học Tiếng Trung Giao Tiếp cùng Nghiêm Thùy Trang. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn 10 cách nói khẳng định khác nhau. Trong các cuộc trò chuyện, các cuộc hội thoại thì không phải là lúc nào chúng ta cũng chỉ có mỗi cách ừ, đúng rồi hay là vâng để thể hiện sự đồng tình của mình đúng không ạ? Có rất nhiều cách khác nhau nữa để chúng ta có thể thể hiện là sự đồng tình, sự đồng quan điểm cũng như là sự khẳng định của mình với đối phương. Và nếu bây giờ tất cả các bạn đã sẵn sàng thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. 10 cách nói khẳng định khác nhau. Khó, khó tờ, khó nhá, tuổi, tuổi lợ, xíng, xíng nhá, sư, chiêu sư, mấy chua. Trên đây Trang đã giới thiệu với các bạn 10 cách nói khẳng định khác nhau, 10 cách thể hiện sự đồng tình khác nhau và hy vọng rằng các bạn sẽ vận dụng nó linh hoạt vào cuộc nói chuyện của mình để có thể tìm được tiếng nói chung trong các cuộc trò chuyện, để có thể thể hiện sự đồng quan điểm của mình với đối phương và chúc cho các bạn sẽ học tiếng Trung ngày một tốt hơn, giao tiếp tiếng Trung ngày một tốt hơn, và hy vọng rằng clip này đã giúp ích cho các bạn phần nào đó trong công cuộc chinh phục tiếng Trung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các bạn. Đừng quên ấn subscribe để cập nhật những clip mới hơn nha. Zaijian.